Cương ơi, bán ha nha anh Cương. Anh ốp đèn anh có thể kẹt, nhưng mà mùng 3 tháng 2 gặp báo là anh không thể kẹt được. Anh Tuyên mùng 3 tháng 2 nha anh Tuyên, nói lại giùm em Tuyên. Nói rồi mày ơi. Mùng 3 hả? Mùng 3 tháng 2 rảnh kìa. Thứ tư. Bán hai là thành lập đảng anh phải đi dự sự kiện bình thường nữa. Không mệt quá anh ơi. Hả? Bán hai anh phải ra bán hai anh đứng không? Mười á. Đúng rồi. Ba tháng hai ba lấy điện thoại ra nói lại đi ba. Gặp Hòa Bình phải không? Dạ chưa. Chú ghi là địa điểm báo sao? Nhiều khi ở Quảng Nghĩa. Dạ rồi, mới nói vậy thôi mà quan trọng mới không nhớ. Anh Thuận, mùng 3 tháng 2 nha, 2 giờ chiều. Rạp ở ngoài Quán Nghĩa. Gì rạp ở ngoài Quán Nghĩa? Em báo trước rồi đó, coi còn diễn viên nào nữa anh. Anh Thuận, anh Ngọc Tưởng không anh Tưởng? Em báo Má Quỳnh rồi. Nói rồi, Má Quỳnh nói rồi. Anh Cương nói là giùm em đi. Dạ, nó lỡ lúc đó sao cũng nhận rồi mẹ ơi. 2 giờ chiều anh. 3 tháng 2 dự gặp báo cho đó. Anh Tưởng, 3 tháng 2 gặp báo 2 giờ chiều. Có show. 3 tháng 2 gặp báo chiều anh, bữa anh điện thoại ra anh coi lịch cho em. Em phải nói là quà tặng là nhẫn kim cương hột xoàn rồi nó mới có động lực. Trời ơi, quan trọng tới với em tấm lòng chứ đâu phải kim cương hột xoàn đâu anh, chị. Anh mở lịch quay, không, nếu mà lịch quay không kẹt. Cứ lừa gạt xuống bé Thanh nha. Thôi. Cái gì vậy? Mấy giờ? Mà có thiệt. 2 giờ. 2 giờ chiều. 2 giờ chiều anh. Anh coi lịch quay xong anh đâu kê liền. Nhận nó 100 nó mua rẻ lắm anh, có 9.000 chứ. Rồi. Mua chờ anh đem, chờ đem mà Long Tây á. Mua xỉ lắm. Em đi quay phim mà mấy cái vai đẹp đẹp á, là anh đem Long Tây có 9.000 đôi không ai tin. Chị Dương Ngẫm Linh đem một đôi mười mấy triệu. Đôi mấy đôi Chanel rồi đó. Nó không bị ra tên chứ. Không. Không, tại vì giống dĩ là người nhà quê nó vậy đó anh. Đeo vậy quen rồi. Mùng 3 tháng 2 rồi, là 22 Tết. Dù gì mà cũng giữ hình ảnh, nhìn nó hèn quá trăm. Anh ok nha, anh ok. Anh ok chưa? Dạ anh ok. Cũng muốn giữ hình ảnh lắm mà không chơi. Anh ok rồi, em muốn coi cái gì anh có... ok nha. Có ngày không ngày anh đó anh hù em, mới nói không đi anh giùm cái đi anh. Cái buổi chiều đó anh với Tiên đi đá banh rồi mấy giờ? 2 giờ chiều. Ờ, banh lăn 2:30 hả? Anh ừ cái đi, anh Tưởng ừ cái đó đi cho bé nó yên tâm đi anh. Ủa anh Tiên nè, mọi người ơi làm chứng nha mọi người ơi. Cảm ơn anh Tiên. Đi anh nói chưa? Bích Trầm rồi. Đội sao đoàn này xài 12 không trời dạo ghê. Báo Bích Trầm rảnh gì đi. Anh đang nghĩ luôn á, nói luôn lại rồi. Đi. Đâu? Rồi. Chứ Má Quỳnh lưu rồi mà Má Quỳnh bảo Má Quỳnh không nhớ. Nè. Đâu bấm vô. Đâu? Ở đây đâu? Họp báo gì? Tự nhiên anh họp báo không biết họp báo gì, em sửa luôn cho. Sửa nè. Rồi, đâu chưa? Lấy quay mình đăng ký kênh của anh bây giờ. Em đăng ký rồi mà. Đăng ký chưa? Họp báo phim. Đăng ký kênh nhà đó cùng Thuận chưa? Em đăng ký rồi sao? Có em coi hoài luôn á, nó hiện lên hoài, bởi vì đăng ký rồi nó mới hiện lên hoài đó. Em lúc nào hiện lên em cũng thấy anh Thuận bận một bộ đồ vest rồi sơ mi đứng trước trong một căn nhà vậy nè, đưa tay vậy nè, đúng không? Giờ nó chỉ có bạn trả lời kênh nhà đất Hùng Thuận rồi. Lần nào á Thuận ba với má mở lên là cũng mất cười cho mọi người ơi, xếp xong chưa ạ? À? Sân đã sẵn sàng có hệ thống cấp nước để thoát nước để quý vị có thể tiện bề rửa xe, rửa sân và tắm chó. Nè, cái kênh nhà đất của anh Thuận nè, anh mở lên đi. Gì ngộ vậy? Nhưng mà anh tính giùm em cái vụ kia nha, có lô đất mà cái nhà mà 12 tỷ á. Nhưng mà em đóng trước 1 triệu nha. Chị được lấy được chị. Dạ em mời rồi. Chú kêu đi dò nhưng mà chú hỏi là rạp nào. Em nói kêu rạp của Quảng Nghĩa. Còn có anh Trung về Mỹ lại rồi. Ở Mỹ đang cần anh á. Ủa rạp Quảng Nghĩa thiệt hả? Rạp Quảng Nghĩa thiệt hả? Nghĩ sao ra tới Quảng Nghĩa vậy trời. Chưa đâu. Rồi e đi. Thì em để em lo. Em đang tìm rồi. Bữa trước là bên Lotte chuẩn bị xong hết rồi, anh biết phim Vương Miện Xương Rồng á, em á đặt 100 chậu đến 150 chậu xương rồng rồi trong cái chậu, tại vì tặng hoa thì hoa một ngày hai ngày nó héo mất tiêu rồi, hiểu không? Cho nên là chuẩn bị chậu xương rồng rồi khắc cái tên phim Vương Miện Xương Rồng trên cái chậu, rồi tên diễn viên cho nó luôn hoặc là tên khách mời cho nó luôn, xong cái
còn 3 ngày nữa họp báo. Dịch về, trời ơi, tất cả mọi thứ tan tành, rồi quà tặng này kia nữa. Cho nên là hy vọng là đợt này là sẽ suôn sẻ. Phim trước cô còn Sugana lắm bà, ổng họp báo được rồi đâu có bia này nọ kia được đâu. Buồn. Mà phim trước nha, đang quay dịch, đang quay dịch. Vậy nè, dịch xong rồi dời. Dời xong cái chuẩn bị á, ngày hôm đó khởi máy một cái dịch. Rồi dời, xong có quay được bộ phim trong vòng 6 ngày xong, 6 ngày luôn nha. Là khi mà người ta vừa giãn cách xã hội một cái là đoàn phim đi quay. Đi qua trong vòng 6 ngày xong một cái là bắt đầu chuẩn bị họp báo này kia. Xong xuôi rồi còn 3 ngày nữa thôi là họp báo, là lúc đó là háo hức lắm rồi. Xong dịch cho quay Đà Nẵng nó bùng ra một cái rồi. Trong Sài Gòn mình cũng bị ảnh hưởng luôn. Tại vì cái đợt đó người ta đi du lịch quá nhiều, người ta đi dịch du lịch nhiều hướng á. Xong rồi cái phải dừng họp báo lại. Tại vì bây giờ thật ra là người ta, lúc đó người ta chưa có cấm, nhưng mà bản thân mình á, mình cũng không có dám làm, lỡ mà có chuyện gì mình thành tội đồ. Cho nên là thôi, lúc đó là an toàn sức khỏe là trên hết, rồi quyết định là hủy họp báo luôn. Tan nát, đau đau đớn. Dạ đúng rồi, họp báo rồi có diễn viên của phim lên, mình cũng cảm ơn diễn viên rồi này nọ kia, mình có cái để chia sẻ với nhà báo này kia, họ hỗ trợ mình để PR, họ cũng mừng. Cuối cùng đâu có được PR gì đâu. Sao anh Khương càng về đêm càng buồn vậy ta? Sáng là sáng anh sốt mà, con sốt mà. Anh Khương, anh sốt gì sốt về nhớ ngày mai 500 ngàn tiền đồ hũ nha anh. Quên là sáng sốt cao quá quên. Kèo hồi chiều anh ơi, không phải là sáng. Dạ chiều quá. Ôi xếp đèn đêm lâu quá. Một cái phân này rất là lâu dài thằng lòn. Xong rồi còn một phân em với lại anh Tuyên. Phân này là đất đai đó sao? Mà em với anh Tuyên ngồi ở đâu? Đúng không? Xong cái này là chú xong. Mai có ba không ba? Có, mai 7 giờ ba có mặt. À, mai nhà Năm Chum. Ngày mai là có chú Kiến An. Dạ con cũng rõ luôn, để anh Tuấn anh báo lịch. Nhà Năm Chum. Chú à? Dạ đúng rồi. Dạ đúng. Chín ngày chín. Mấy cái chú biết đi. Bảo chú có làm gì. Tới 2 giờ chứ hả? 3 giờ à? Ba giờ mới chứ, bữa tới 2 giờ là xong ở dưới. Dạ dạ dạ. Xong ở dưới mới chạy lên 1 tiếng đồng hồ, hơn 1 tiếng. Bây giờ tờ Tú khi dưới quận 7 nhà bè xa. Không, bữa đó chú đi diễn. Về xô. Bữa đó đi diễn với ba Hoàng, mà ba Hoàng bữa đó không dính lịch bên mình, nhưng mà chú dính. Đúng rồi. Nhưng bữa đó ba diễn xong anh lên chơi luôn ba. Ngày mai nè, nhà Năm Chum nè, mới đông diễn viên nè. Ngày mai có các cổng nữa. Ngày mai có má Phương Dung nè. Ngày mai có má Phương Dung. Có chú Kiến An, Hà Chí Quang. Ủa ơi, dàn diễn viên phim này 27 người anh. Ok anh. 9 và thứ 9 20 người. 7 khách mời extra giả màn. Đèn trăm hết luôn. Hả? Cho em qua cái nữa. Không sao đâu chị ơi, em thích chạy mà. Em nói cảnh này anh vô trước ăn, hai là vô trước. Dạ, ba người vô luôn. Luôn được. Dạ, yeah. Cửa vô gặp em á. Dạ, tôi. Thôi anh tắt được rồi đó, anh quay gì, anh quay hoài vậy, anh quay phim. Dạ, còn chú nói chuyện. Ở chút là quay, là cái gì cũng quay. Còn nói chuyện cũng quay. Ủa cái gì mà đậu? Ủa không? Đậu được đâu? Đậu đâu? Người được kê thôi. Đâu có thổi đâu. Không thổi nữa đâu, mình bỏ xuống. Chú phim trước con cũng qua, con hấp nhang bên con bữa con quay với anh Minh Thành á, con qua chú một lần, bữa nay con làm cái phim này nữa, con ở đây nữa. Cảm ơn chú đã qua đây ủng hộ phim con.
Dạ. Má hàng về mất tiêu rồi. Qua thăm qua thăm. Được con cây là để ngày mai á, trưa được nghỉ á là chở má hàng với má Quỳnh với lại má Hoài An với lại mọi người buổi trưa qua tắt ngang bên chúng mình hai chị vô hai chị mặc tôi bảy không dám vô. Thôi con hẹn má hàng trưa mai rồi. Trưa mai má hàng bận bà ba. Con hai má không có lịch đi chơi. Vậy hẹn má bữa khác. Sáng tới giờ. Hồi nãy anh Tiên nói là mới có anh Tiên kìa. Hồi nãy anh Tiên có qua chị nó nói hồi anh hai qua chơi nãy chửi mày quá trời luôn. Tiên nghe ngủ chị hai nghe mừng chó nghe của mày nó dành á, chó của mày nó dành ăn á, người ta chửi mày quá. Ủa, chó Phú Quốc quá cho nhiều. Ủa, bây giờ có một chó ăn ở đây sáng là người ta cho chó Phú Quốc không có mấy con chó Phú Quốc mà có người đã tặng quý lắm á. Rồi anh đi xuống đây bằng vợ nãy sáng là người ta đã dễ ăn mà con rồi. Rồi anh gửi đó luôn. Rồi tối anh lấy à? Anh nó gửi đó thôi à. Dạ. Còn anh đang định anh vừa quê. Con chó vàng nó đẹp. Con chó vàng vậy thấy hả? Đó con thích con đó bạn. Em dành ăn vô Nhật luôn á. Nãy bây giờ chửi mày ôm sùm vậy nè. Đánh Nhật Nguyệt nó chửi mày vậy. Hồi nãy anh Tiên nói với tụi con vậy nè. À, anh ở nhà chưa, anh bên ở bên đền thờ tổ đó, rồi chú Linh nói là hồi nó chú rảnh á chú qua cái trời ơi vui quá chú Linh qua các anh Tiên không khi nào chú rảnh kìa, có nghĩa là anh cắt đứt người ta con nhỏ đang vui con cắt đứt cái niềm vui đó liền. Khi nào rảnh luôn á không biết là duyên giác chứ sợ. Anh hử? Anh còn có lô đất đậu không? Triệu không? Anh Tiên, hồi nãy á em mày đây gặp anh tải cái lá lộn thuận á là bây giờ anh mày em tải qua cây sáu năm mươi anh ra ngoài rồi em ra ngoài rồi có em có anh nhà nào mà dưới 12 tỷ được không, càng tốt càng rẻ càng tốt mày. Nhưng mà anh cho em trả chín triệu nha dân nhà đánh tiền gì vậy mấy đi. Quay hoài tối thui cũng quay nữa được quay sao cứ quay hoài quay gì mà quay tùm lum quay sáng quay chiều rồi quay đêm. Anh đang đứng chờ nãy giờ nè. Dạ thôi. Cho vào đất tại này. Đúng. Cửa ngủ ở đâu cái ghế đó đuôi cái nào lớn rồi đó giờ chi vậy thôi. Để ba Hoàng nữa nói con. Không câu. Trời. Đã lên quay lên quay chú á là phải quay cả ngày cho ông không quay quay từ sáng đến tối quay bào ông cực liệt luôn chứ lên mà cho ông quay một hai cái là mệt nghỉ mệt cho ổng nha. Hôm nay cho quay mất ba cái rồi chết rồi. Ông câu nè, này đu cánh cửa đi, cửa nè. Cửa một tí nữa chú gắn cánh cửa còn ngủ lên con nha. Nãy con đu cái rớt rồi. Dạ xong rồi. Tụi con ở lại giống mấy cái đâu đó. Đã trốn rồi. Đã trốn rồi còn đu cửa. Quay cũng nhanh lắm chú. Dương. Tới mấy ngày xong. Dương. Có em luôn hả? Đã trốn rồi còn đu cửa hư cửa thâu. À cái này đu vô nhà. Đúng rồi, đu vô nhà. Con leo vô tủ á lỡ đập cái khăn tay, chắc là cái khăn tay của dì Phượng á chú giữ làm kỷ niệm đó ha. Ông công trời ơi, báu vật của tôi. Em nói đó em bị biết trước á, biết trước được mà em nói. Con tại vì trong nó ghi gì là sai á. Tâm lý của em sao biết trước đó mà em nói. Chú, con vậy thôi em bỏ cái câu đó, em chỉ nói là chú, hồi nãy con leo vô tủ lỡ đạp lên cái khăn tay. Chú thấy khăn đẹp lắm. Con thấy cái khăn đẹp lắm. Chú tha lỗi cho con nha. Trời ơi, bắt vô trời báu vật của tao. Báu vật của tao cái khăn tao tặng má mày đó, bây giờ nó đạp lên. Ủa đây nó gọi sớm sớm mày á hả? À, đây là con của bà em yêu. Đây là con của bà Phượng, mà đây là mê bà Phượng. Bà Phượng là quá chồng. Đâu mà trưởng ấp. Con xin lỗi tại nhà chú nhỏ quá, con không muốn chú. Con xin lỗi tại vì nhà của chú nhỏ quá. À, con xin lỗi nha, tại vì con biết nhà chú như thế nào á cho nên là con lỡ trốn vô đây á cho nên con tại vì nó nhà chú nhỏ quá kỳ không? Con xin lỗi chú nha. Con lỡ trốn vô đây rồi con làm liều luôn. Chú yên tâm đi, con hứa sẽ nói tốt cho với chú trước mặt cho dì Phượng lúc đó là không cần một cái găng tay nữa đúng không chú? Ừ, vậy là giỏi rồi. Nhớ kể chi tiết để bà hứa làm tao nha. Con nhớ kể chi tiết để bà hứa làm chú nha con. Dạ dạ. Bà chú ý đâu mà ướt người luôn quá hả? Chăm con biết nữa. Chú là chú Hồng Phi này kia. Đây nè anh. Dạ con cảm ơn chú okay, nhiều. Ok thôi quay vui vẻ em về nha. Dạ. Em về hết chào. Bye cưng. Tôi lên dễ hơn quá, đi qua đây thăm đi kiếm một chút.
Dạ, giờ chưa anh Tuyên anh ở bên đó, anh Tuyên anh nói đoàn ekip chú Linh hỏi là bên đây có ai, anh Tuyên anh kể ra xong qua chú Linh mới kêu là ở đây có gì rảnh qua đây thăm một người. Được. Sống cứ ra kè đó. Cổ cổ gì vậy? Ủa, cái này cho anh cho anh Tiên uống không vậy? Ủa, chú Tàn nó buồn. Anh Nam. Chúng con đoạn này là tôi ăn uống kẹp luôn hả? Không, chui vô ba cái lu ấy trốn rồi. Lu không. Ba cái lu không rồi. Dạ em muốn ướt không? Bỏ cái nước thấm nha. Em ướt nha. Em ướt thì nó mới vui.